Chào các bạn đã quay lại với kênh Lọ Mọ. Clip hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn sửa cái quạt Mitsubishi. Nó có hiện tượng là khi mà mình chuyển hướng nó bị kêu. Đó, các bạn thấy nó kêu. Chuyển hướng là nó kêu rất là khó chịu, đêm ngủ mà nó cứ quay này à, mất ngủ. Rồi bây giờ mình sẽ tháo nó ra để xem là nó bị vướng cái gì mà nó kêu nhé, và để khắc phục nó luôn nhé. Đấy, các bạn thấy là nó đang kêu ở cái vị trí cái motor chuyển hướng này này. Đấy, bây giờ mình sẽ tháo nó ra để xem là gặp vấn đề gì mà nó lại kêu gì. Khả năng là nó kêu ở cái trục này. Nó khô dầu chăng? Nó kêu ở cái trục chuyển động này, mà cũng có thể là nó kêu ở trong cái motor này. Bây giờ mình sẽ phải tháo cái khớp này ra, tháo cái khớp này ra để xác định xem là nó do motor hay là do cái hệ khớp này nó kêu. Mình vừa tháo rời cái hệ chuyển động này để xác định xem là có phải do cái motor không. Đây, mình tháo ra cái trục khuỷu để quay dẫn hướng này, tháo rời xong vào cái motor này ra. Bây giờ mình sẽ bật lên xem là có phải do motor không nhé. Motor, các bạn thấy là motor nó vẫn quay này, nhưng mà không có tiếng kêu. Mình theo dõi thêm một lúc nữa xem. Nguyên nhân khả năng không phải là do motor, mà là do cái ma sát giữa cái trục này với cái cần này nó tạo ra. Đây, các bạn thấy là cái lồng đen mình tháo ở trong cái hệ trục này ra này, thấy nó trắng xóa, có nghĩa là cái ma sát của nó rất là lớn, khả năng là nó bị khô dầu gì đấy, nó dẫn đến cái tiếng kêu như vậy. Nó mài mòn làm cho cái lồng đen nó trắng. Rồi bây giờ mình chỉ thử bôi thêm ít dầu và quét mỡ bò vào xem là và lắp vào xem nó còn kêu nữa không nhé. Mình sẽ quét một ít mỡ bò vào đây. Giờ mình thử cho nó quay xem nó kêu nữa không nhá.
vẻ như hết kêu luôn các bạn ạ. Êm rồi, không kêu nữa. Như vậy là mình đã xác định nguyên nhân là do cái hệ chuyển động này, nó bị khô dầu dẫn đến nó kêu, chứ không phải do cái motor giảm tốc này. Đấy, các bạn cứ loại trừ các cái nguyên nhân bằng cái cách là mình cứ tháo rời từng bộ phận ra để mình thử xem là nó bị ở cái bộ phận nào, và làm cái phép tính loại trừ ấy thôi. Nó cũng rất đơn giản đúng không các bạn. Tháo lắp cái con cá này nó hơi mất thời gian một chút, nhưng các bạn nào mà khéo tay thì chắc các bạn vẫn làm được rồi. Như vậy là mình đã xử được cái tiếng kêu của cái quạt Mitsubishi này rồi. Quạt này chạy rất bền, chạy quạt này lâu lắm rồi. Các bạn thấy video của mình hay thì hãy cho mình một like nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Thank you.